Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, Nguyễn Gia Kiệt là một cái bút còn ở trong nước. Có thể nói rằng những bài viết của Nguyễn Gia Kiệt rất nhiều mang cái tính chất của miền Nam mà người Việt chúng ta thường gọi là những điều cần hiểu, cần biết về Nam Kỳ. Vâng, hôm nay nghe Lữ gửi quý vị một bài viết của Nguyễn Gia Kiệt nói về cà phê Sài Gòn. Có tựa đề là Cà phê Sài Gòn luận, có nội dung như sau. Danh xưng cà phê Sài Gòn, ngẫm không sai, là vì Sài Gòn là nơi uống cà phê đầu tiên ở đất Việt, nơi có quán cà phê đầu tiên và những người khách Việt đầu tiên. Năm Nhâm Tuất 1862, Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, gồm Gia Định, Định Tường và Biên Hòa. Thì năm 1864 đã có hai quán cà phê là Lyonnais và Cà phê de Paris do người Pháp làm chủ đã xuất hiện ở Sài Gòn. Những cái tên quán cà phê như Cà phê de la Musique, Grand Café de la Terrasse, Cà phê de Fleur, La Pagode, Givran, Trouda, đậm hơi hám của người Pháp. Người Nam Kỳ nói chung, từ thành thị Sài Gòn, tỉnh lỵ tới thôn quê, đều có thói quen là sáng sớm ra ngồi quán uống cà phê tán dóc. Đây là cái thói quen đã thành văn hóa tập quán lâu đời từ cái thời tấm quánh, từ anh công chức trí thức tên thợ hồ gác banh bình dân đều tập trung lại ở các quán cà phê. Ra sớm nhất là mấy ông trung niên có thói quen dậy từ 4-5 giờ sáng, trễ một chút thì cái tụi thanh niên nó hay ngủ nước lục đục kéo ra. Xưa thì cầm theo tờ nhật trình, tức là tờ báo giấy, nhật trình vĩnh ký đặt ra, chép làm một bổn để mà coi chơi. Sáng sớm mà xe lạnh thì cà phê uống sẽ là cà phê đen nóng, cà phê sữa nóng, rồi một món tuyệt chiêu mà người Nam Kỳ gọi là bạc xỉu. Đôi lúc cho thêm cái hột gà vô gọi là cà phê sữa hột gà. Sau này có người cho thêm miếng soda vô nữa. Sáng nào trời được dông thì mấy ông bà xuống cà phê sữa đá và luôn luôn có cái bình trà kế bên chăm tới tấp. Yên tâm, cứ uống một ly cà phê, bạn ngồi tới trưa cũng được. Người Nam Kỳ có thói quen uống cà phê trước rồi mới ăn sáng. Tức là vô quán cà phê rồi vô quán ăn sáng. Sau này mấy quán cà phê có bán thêm đồ ăn sáng. Bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng bên ly cà phê sáng đã trở thành một kỷ niệm khó phai trong lòng nhiều người. Tí tách rơi đều giọt cà phê nóng, mình nhớ về ngày chủ nhật có nhau. Sức sống của đô thành dữ dội lắm. Bạn biết không, dân Sài Gòn ở nhà ai cũng có cà phê để sẵn. Nhưng sáng sớm là phải la cà lê lết quán cà phê ngoài lộ, ngoài hẻm, tụm lại một nhúm thì mới là Sài Gòn, mới là Nam Kỳ lục tỉnh. Nam Kỳ có hàng hà sa số quán cà phê, từ cao cấp tới bình dân, và quán nào sáng cũng đông khách. Nhưng để ý kỹ thì quán bình dân đông hơn một chút. Các quán này gần đường hoặc là bên hè đường, sáng sớm 3-4 giờ sáng đã có khách vãng lai. Cà phê trong quán phải là cà phê phin, là vì khách có thói quen ngồi nhìn những giọt cà phê nhiễu lon ton xuống ly. Cà phê Sài Gòn sáng sớm đông nhất là cà phê hẻm, nhì là mấy cái quán cũng đầu hẻm mà người ta kêu là tiệm nước. Chừng 3 giờ sáng là mấy cái quán cà phê này nó đỏ lửa, nước sôi sùng sục ở trên bếp, than hồng nổ lốp bốp. Sài Gòn có hàng hà sa số những đường hẻm dọc ngang, hẻm lớn, hẻm nhỏ, hẻm dài, hẻm cục, hẻm đông, hẻm tây, hẻm nào cũng đông nghịch người ở mấy cái quán cà phê sáng. Có khi chủ chưa mở cửa thì khách đã đứng réo rân trời rồi. Sài Gòn âm thầm đèn đỏ đèn xanh, Sài Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành. Cà phê sáng uống thế nào? Đó là câu hỏi. Thường thường người ta uống cà phê bằng
những cách sau đây. Thứ nhất là cà phê nóng đựng trong cái ly nhỏ gọi là cái ly xây chừng, có thể là cà phê đen có chút đường và cà phê không đường, rồi cà phê pha sẵn bằng vợt hoặc là cà phê phin. Sáng sớm ngồi nhìn từng giọt cà phê trong kinh rất lon ton là một cái thú của dân Sài Gòn. Muốn cà phê bớt nóng, có người còn đổ cà phê ra một cái dĩa sành cho nó mau nguội, xong thì húp từng ngụm bằng cái dĩa hoặc múc từng muỗng cho vô miệng mà uống. Mắt mơ màng nhìn trời nhìn đất, nhìn đèn xanh đèn đỏ, nhìn thiên hạ sáng sớm, miệng lép nhép nhấp giọt cà phê. Đôi khi họ nghĩ đang là đường Minh Hoàng đó đa. Cà phê sữa, cái loại này sữa chiếm 1/4 ly cà phê, thường là sữa đặc ông thọ. Chủ quán chế một lớp sữa ở dưới đáy ly, trên là lớp cà phê nóng. Bưng ra thì khách có nhiệm vụ là cầm muỗng khuấy hỗn hợp đó lên. Có nhiều người còn rộng cái ly cà phê sữa đó vô trong một cái chén hay một cái tô đầy nước lạnh để nó mau nguội. Còn bạc xỉu, đây là một dạng sữa pha cà phê. Sữa chiếm 3/4 ly cà phê, còn 1/1 là cà phê. Hồi xưa khi làm bạc xỉu, người ta pha bằng nước sôi sữa, nhưng sau này pha bằng nước lạnh, nên ai yếu bụng sáng sớm mà coi chừng. Vì sữa sống không phải là bạn của cái bao tử ruột rà đang hồi yếu xìu đó. Sài Gòn bây giờ, Sài Gòn hồi nẫm lúc nào cũng có cà phê hẻm sáng sớm, lắm lúc ở khách sạn mặt tiền đại lộ lớn, nhưng ta cứ canh 5 giờ sáng là lon ton vô hẻm kiếm cái ghế thấp lùng, kiếm một cái góc hẻm với một ly cà phê xây chừng, một bình trà nóng để hòa cùng những người Sài Gòn thích lên mây lúc sáng sớm. Nhớ những tháng ngày chung bóng, môi trên môi ngọt tình yêu, ta bên nhau từng chiều vui quên đường về. Nhớ những quán cà phê vắng, lân lân sai nhạc tình yêu, không gian như chợt ngừng trôi quanh chúng ta. Vâng, thương Sài Gòn lắm, là vì những cái cố hữu của nó cứ giữ hoài, nó giữ quỷ. Chứ dù thời thế đảo điên, lòng người điên đảo thế nào, thì cũng không bao giờ bỏ cái thói quen cà phê hẻm. Người Sài Gòn uống cà phê sáng, cà phê trưa và cà phê chiều tối. Quán cà phê là nơi hẹn hò của hàng triệu cặp yêu nhau. Từng ngày qua, từng ngày ước mơ thật nhiều, nhưng có khi ước mơ không hề đến. Rồi ngày qua ngậm ngùi bước theo cuộc đời, muốn nói với em cho anh thêm một lần, thế nào là một quán cà phê thân thiện chứ? Vâng, cái câu hỏi ấy, thế nào là một quán cà phê thân thiện? Tâm lý của những người trung niên ở Nam Kỳ là chỉ ưa ngồi quán cà phê sân vườn có không gian rộng, hoặc là cà phê máy lạnh nhưng không gian thoáng và có người phục vụ. Tức là khách đi vô kêu cà phê, nhân viên bưng lại rót nước, khách về thì mới tính bill. Truyền thống quán cà phê Nam Kỳ từ khi xuất hiện tới nay mặc định quán cà phê là nơi tán dóc của mọi người, có thể ngồi bất kể giờ giấc nào. Nhân viên cứ rót nước, sau này khách có thói quen là bo thêm, wifi xài thoải mái, ỉa đáy cũng thoải mái, WBC rộng rãi cỡ như là cội nguồn, thủy trúc, Rita vỏ, ngủ luôn ở trong đó cũng được. 2 năm gần đây, để đơn giản bớt cái tiền trả cho nhân viên, các quán cà phê được cover thành quán tự phục vụ kiểu Mỹ, tức là vô khách sẽ bị chặn ở cashier, phải chọn món, sau đó móc bóp trả tiền, cầm bill, cầm cái cục hẹn giờ, rồi ngồi đợi, rồi tự bưng. Có nơi nhân viên bưng lại bàn, rồi khách lại tự chọn chỗ ngồi. Khát nước thì tự đi kiếm nước rót mà uống. WC mấy cái quán cà phê tự chọn thường hẹp, rất ít box. Chỉ có một cái bồn cầu trên, đôi khi đứng chờ muốn đái ở trong quần. Highland Coffee thậm chí còn không cho nước lã khách, ép khách phải mua nước chai. Có nơi tính wifi khách bằng giờ, bằng phút. Đang xài nó ngắt cái bụp, thiệt là bực cái mình. Mấy cái quán cà phê kiểu Mỹ này rất bất tiện. Hẹp không gian, nói chuyện không thoải mái.
hầu như chỉ có học sinh, sinh viên là vào, và các bạn trẻ cam chịu mới vào. Còn người có tuổi và trung niên không vào quán kiểu này. Người có tuổi và trung niên vào quán cà phê giường, cái quán truyền thống, quán cốc, nhưng được phục vụ. Giới này mới xài tiền nhiều nè. Thành ra những quán cà phê kiểu phải móc tiền trước ra đời ào ào này có khắp nơi, nhưng nó chỉ có một lượng khách đông ban đầu là do tâm lý tò mò, kiểu mới chuộng cũ dông thôi. Lâu dài, nó không đông khách vì thói quen của người Nam Kỳ dị ứng với nó. Dân Nam Kỳ cứng đầu dữ lắm. Bao nhiêu cái bách hóa, cái siêu thị, cái mini, bao dây chợ, nhưng mà chợ có chết đâu. Những quán cà phê nào có kiểu trả tiền trước, dù cho ra đời rầm rộ, PR tùm lum, sùm, thì tương lai của nó cũng không đột phá gì đâu. Dân Nam Kỳ khó tánh lắm. Kính thưa quý vị, ngoài cái cà phê lượng, thì có nhiều người, đặc biệt là những người trẻ sau này, không hiểu tại sao miền Nam lại có cái thứ bậc thầy hai, con tám, bỏ đi tám, vân vân. Thì một bài viết là giải mã cái thứ tự bậc thầy hai, con tám của Sài Gòn xưa, có nội dung như sau. Công chức, người có học là thầy hai, còn người qua buôn bán là chú ba, còn đại ca giang hồ là anh tư, lưu manh là anh năm, còn người lao động nghèo xếp thứ tám, chị em ta buôn bán cái vốn tự có đó, thì là thứ chín. Dần dựa vào những câu chuyện xưa cũ, những giai thoại, cho nên kể ra đây chút nguyên cớ của cái câu thành ngữ mà có lẽ là sắp thất truyền này. Biết đâu có dịp nào đó anh em có thể dùng để buông dưa lê lúc trà dư tủ hậu. Trước hết phải biết cái câu này phát sinh ở khu vực Sài Gòn Chợ Lớn từ thời Pháp thuộc, cái khoảng đầu thế kỷ 20. Thời đó, cái cách xưng hô thứ bậc ở trong xã hội rất phổ biến, và phần nào nó phản ánh cái vị trí xã hội giai cấp một cách khá suông sẻ nhưng mà lại dễ chấp nhận. Đứng trên hết là các quan lớn người Pháp hoặc là các quan triều nhà Nguyễn. Thành phần này thì không được xếp thứ bậc là vì giới bình dân hầu như không có cơ hội tiếp xúc đặng xưng hô hay là bàn luận thường xuyên. Kế đến là các công chức làm việc cái chính quyền. Họ ít nhiều là dân có học và dân thường hay có dịp tiếp xúc ở ngoài đời, và là cầu nối giữa họ với các thủ tục của chính quyền, hoặc đó là thành phần trí thức, đó là các thầy hai thông ngôn hay là thầy hai thư ký. Còn hàng thứ ba đó là các thương gia Hoa Kiều với tiềm lực tài chính hùng hậu và truyền thống bang hội tương trợ liên kết chặt chẽ trong kinh doanh. Các chú Ba Tàu nghiễm nhiên là một thế lực đáng dị nể trong mắt xã hội bình dân Sài Gòn Chợ Lớn thời đó. Còn xếp thứ tư là các đại ca giang hồ, những tay chuyên sống bằng nghề đâm chém và hành xử theo cái luật riêng, tuy tàn khốc và vô thiên vô pháp nhưng khá tôn ti trật tự riêng và có đạo nghĩa, chứ không tạp nhạp cái thiếu nghĩa khí như các băng nhóm trẻ trâu hiện đại. Các anh tư giao búa vừa là hung thần, vừa ít nhiều lấy được sự ngưỡng mộ của giới bình dân và cũng không ít tiểu thơ khoe cát thời đó. Thứ đến là vị trí của giới lưu manh hạ cấp hơn. Các anh nằm đá cá lăn dưa, móc túi, giật đồ hay là cò mồi, mại dâm, vân vân. Còn bị giới bình dân ghét hơn cái đám lưu manh côn đồ là các thầy sáo, police, tức là police, thầy sáo mã tà, thầy sáo lèo. Chức trách là giữ an ninh trật tự, chuyên thổi còi, đánh đuổi cái giới buôn gánh bán bưng bình dân. Nhưng các thầy sáo này cũng không từ cơ hội dơ ghét ít tiền mọn hối lộ của họ để mà nhẩm xà, tức uống trà. Và trong cái giới buôn bán thì không thể thiếu cái chuyện dây vốn làm ăn. Mặc dù Tàu hay Việt cũng đều có tổ chức cho vay, nhưng phổ biến và quy củ nhất ở cấp độ trung cao ở khu vực Sài Gòn Chợ Lớn thời đó là các anh bảy chà già. Các anh này là những nhà tài phiệt người Ấn, vừa giàu vừa ít bị ghét, vừa ít nhiều có quan hệ qua lại với chức người Pháp, lại làm ăn đúng luật lệ,
ít có thừa cơ bắt kẹt lãi suất, cho nên khá được giới kinh doanh tín nhiệm. Còn xếp thứ 8 chính là lực lượng đông đảo nhất xã hội bình dân bấy giờ. Họ là giới lao động nghèo, chỉ có sức lực làm vốn nuôi miệng, từ bốc vác, gánh nước, bồng em đến sang hơn một chút xíu là phu xe kéo. Tuy đông nhưng lại yếu thế nhất, bởi vì thất học, không có tiền như thầy hai, anh ba, cũng hiền lành chứ không có bậm trợn phản kháng bạc mạng như các anh tư, anh năm, cho nên họ thường xuyên chịu sự áp bức, bắt nạt từ mọi phía. Cách để yên thân khả dĩ nhất với họ là khuyên nhau cắn răng nhẫn nhịn, quên đi để sống, bỏ qua đi tám. Bây giờ chắc là đã dễ hiểu rồi, không còn liên quan nữa. Nhưng nhân tiện sẵn nói luôn về cái thứ bậc chót ở trong xã hội thời đó, các cô, các chị chính ở xóm Cây Da Xà, Bình Khang kinh doanh bằng vốn tự có. Nhưng dài dòng tí để trình bày cái chút kiến giải về những câu thành ngữ đang dần bị quên lãng, dùng để bày tỏ cái thái độ khuyên người hoặc tự an ủi mình là hãy đừng để ý những chuyện không vui hay bị ai đó mà chứ không đẹp. Còn thưa quý vị, nếu lỡ đọc thấy không có gì thú vị thì thôi, dân xin bỏ qua đi tám. Trùng dương hay ngàn hẻm núi, vào rừng sâu hay nơi địa đầu, ngắm đi em con tim thổn thức, ái nam quan xa lắm đường biên, lau nước mắt để nhìn bạn giống đất phương nào. Việt Nam theo trăm ngả đường, vượt trùng dương hay ngàn hẻm núi, vào rừng sâu hay nơi địa đầu, ngắm đi em con tim thổn thức, ái nam quan xa lắm đường biên, lau nước mắt để nhìn bạn giống phương nam đau 4.000 năm. Nhìn đi
chia cắt, lạy tổ tiên thương nhớ vô biên. Người Việt ơi, muôn đời chia cắt, lạy tổ tiên thương nhớ vô biên.